thống kê của Bộ Y tế, nếu như số ca COVID-19 mới và ca cộng đồng tại các địa phương phía Bắc có xu hướng giảm, thì những ngày qua, số ca mắc ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ tiếp tục tăng mạnh, nhất là tại An Giang, Bạc Liêu và Cà Mau. Tại An Giang, số ca mắc đang tăng nhanh từng ngày. Riêng ngày 21 tháng 10, ghi nhận 221 ca mắc mới. Tại Cà Mau, từ ngày 1 tháng 10 cho đến nay, tỉnh này ghi nhận có hơn 30.000 người từ các tỉnh trở về địa phương, trong đó có 763 người mắc COVID-19. Tại Trà Vinh, từ ngày 1 tháng 10, số ca nhiễm COVID-19 mới liên tục tăng trở lại với hơn 500 ca được ghi nhận. Trong đó, tỷ lệ nhiễm từ dòng người về quê là nhiều nhất, hơn 80%, tức là 400 người. Số còn lại qua sàng lọc cộng đồng và trong các khu cách ly tập trung. Trước diễn biến mới của dịch bệnh, Bộ Y tế cho biết cơ quan chuyên môn đang lên kế hoạch phân bổ vaccine cho các tỉnh thành trên toàn quốc, trong đó tăng cường cho các tỉnh phía Nam và các tỉnh thành có dịch. Bắt đầu từ ngày hôm nay 25 tháng 10, hai đoàn kiểm tra của Bộ Giao thông Vận tải sẽ kiểm tra việc mở lại vận tải khách 5 lĩnh vực trên toàn quốc, trong đó có vận tải đường bộ nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Từ đó có những đánh giá cụ thể cho việc đưa hoạt động vận tải khách hoạt động trở lại trong tình hình mới. Và với việc tình hình dịch bệnh tại nhiều địa phương trên cả nước đã được kiểm soát, thì mới đây Bộ Giao thông Vận tải đã cho phép thí điểm hoạt động vận tải khách liên tỉnh từ ngày 13 tháng 10 cho đến 20 tháng 10. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đến nay, sau gần nửa tháng triển khai thí điểm, đã có 48 địa phương đồng ý mở lại tuyến vận tải khách liên tỉnh, nhưng lượng khách đi xe thì rất vắng, doanh nghiệp vận tải thì vẫn e dè hoặc là không đủ điều kiện hoạt động, cho nên rất nhiều tuyến thực tế vẫn chưa hoạt động. Nội dung này sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Với các điều kiện được đưa ra trong lần thí điểm này, Bộ Giao thông Vận tải muốn hướng đến một hoạt động vận tải khách đường bộ an toàn trong tình hình dịch bệnh. Với những quy trình khép kín và an toàn trong mối quan hệ giữa các thành phần liên quan đến hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh. Là nó tạo thành một cái quy trình xanh khép kín của cái phương tiện xanh, người điều khiển phương tiện xanh, bến xe, bến bãi xanh, rồi là hành khách xanh. Thế và chúng ta làm thế nào đó để tạo thành một quy trình nó an toàn nhất trong phòng chống dịch COVID. Thế nhưng, sau tuần triển khai thì đã có nhiều vướng mắc mới nảy sinh ở tất cả các thành phần tham gia vào hoạt động. Đầu tiên, đó là về hành khách. Đã nhiều ngày ra bến xe Mỹ Đình để tìm xe về quê. Thế nhưng mỗi lần ra bến lại là một lần anh Tần A Giao cảm thấy hụt hẫng. Em đã ra đây được mấy hôm rồi nhưng mà hôm nào ra không có xe chạy về Lai Châu. Em xuống được 4 tháng này rồi. Khi hết giãn cách là em đã muốn về quê rồi. Nhưng mà vẫn chưa có xe chạy về. Em đi lâu thì ai nhớ quê, nhớ nhà, mong có xe để về nhà. Người dân mong ngóng nhưng không có xe. Còn các lái xe dù rất muốn nhưng vẫn không được chạy. Bởi có chạy thì vẫn lỗ. Và cũng bởi còn quá nhiều rào cản quy định. Vâng, thì lái xe liên tỉnh thì nó cũng nhiều điều kiện để đáp ứng được nhu cầu để hoạt động. Thì một là chẳng hạn như là có người chưa được đầy đủ tiêm 2 mũi và là nó phải thực hiện giấy test, giấy tiếc người ta chưa thực hiện được. Đi đường dài ấy là không đi được. Đấy không? Như đợt vừa rồi là đi chuyển người, chở người trong miền Nam về là chúng tôi lại toàn phải hợp tác, phải sắp xếp những người đã được tiêm 2 mũi để đi. Đấy, nó hiện giờ nó đang nhiều cái là nó bị như thế nên là khó khăn cho anh em đi làm. Cứ bắt buộc phải tiêm 2 mũi cho lái xe thì là đương nhiên là sẽ bị thiếu lái xe. Trong cái thời gian vừa rồi là tiêm vẫn chưa đủ được hết. Một số người là còn đang chờ khoảng 1 tháng nữa mình tiêm mũi thứ 2. Sau một tuần Bộ Giao thông Vận tải triển khai thí điểm cho phép hoạt động vận tải khách liên tỉnh hoạt động trở lại thì nhiều bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn rất vắng vẻ. Chỉ có một số ít tuyến chạy với tần suất nhỏ. Còn lại thì đa phần các doanh nghiệp vẫn đang án binh bất động. Và theo các doanh nghiệp chia sẻ thì một trong những rào cản lớn nhất đó là những điều kiện để được hoạt động trong thời điểm này đang gây khó khăn cho các doanh nghiệp. Thứ nhất là các điều kiện là để đáp ứng các điều kiện của chính phủ và Bộ Giao thông là đối với lái phụ xe thì ở các tỉnh là chủ yếu là mới được tiêm một mũi vaccine hoặc là chưa tiêm. Và thứ hai là về cái việc mà xét nghiệm mà nhanh hay là xét nghiệm PCR là gây khó khăn cho hành khách đi lại cũng như là mất thời gian cho hành khách. Thế nên là chúng tôi hy vọng là từ ngày 21 tháng 10 sau khi mà hết cái đợt thí điểm này thì chính phủ, Bộ Giao thông cũng như thành phố Hà Nội là có những điều chỉnh kịp thời để cho hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh hoạt động trở lại. Đại diện bến xe và chuyên gia vận tải đánh giá không chỉ là những điều kiện đưa ra trong lần thí điểm này chưa hợp lý, mà lý do còn đến từ việc
thiếu cơ sở đánh giá về cung và cầu của hoạt động vận tải khách liên tỉnh. Từ đó phát sinh tâm lý e dè, e ngại. Đơn giản vì doanh nghiệp vận tải, họ chỉ chạy khi xe của họ thấy có lãi. Cái lượng xe ở tại tuyến xe lâm, tuyến xe liên tỉnh cũng chưa thấy một chuyến nào lên để đón khách hoặc là chạy từ bến xe Gia Lâm đi các tỉnh. Thứ nhất là sau một cái thời gian nghỉ giãn cách tương đối dài, các cái nhà xe rồi tâm lý hành khách đi xe thì cũng đang có những cái vấn đề hoang mang. Nhà xe thì cũng không biết rằng là mình lên Hà Nội thì khi về thì sẽ như thế nào. Cái quan trọng nhất là họ đang tính toán xem là sau một thời gian nghỉ gần 3 tháng trời nghỉ không hoạt động thì cái việc mà họ đi họ phải tính toán xem là đi như thế thì có đạt cái lợi nhuận mong muốn của họ hay không. Nếu mà lên mà cứ không có khách mà chạy xe không về thì chắc chắn là tôi nghĩ rằng là họ cũng sẽ còn phải tính toán và còn phải suy xét thêm một thời gian nữa. Rồi hiện nay cái chi phí để mà xét nghiệm theo định kỳ cho đội ngũ lái xe đó, thì đây là một cái chi phí rất là đáng kể. Bởi vì nếu thực hiện theo quy định như hiện nay là cứ mỗi một tháng là tốn khoảng 3 triệu để xét nghiệm cho một người lái xe 10 lần. Thế cái thứ hai nữa rất là trong cái quy định 8318 của Bộ Y tế đấy, thì những người mà đi từ cái vùng mà có nguy cơ cao về thì lại vẫn yêu cầu phải cách ly là 7 ngày. Tôi nghĩ là cái yêu cầu về cách ly đó đấy là cũng sẽ làm hạn chế rất là nhiều các cái trường hợp mà người ta có nhu cầu đi lại, nhưng mà nếu yêu cầu cách ly thì người ta sẽ không đi nữa. Cũng theo ông Quyền, bên cạnh đó là việc chậm trễ của các tỉnh thành trong việc đánh giá xác định cấp độ dịch của địa phương mình. Công bố cấp độ tình hình dịch bệnh của địa phương còn chưa kịp thời, dẫn đến lúng túng trong việc triển khai phương án hoạt động giữa hai đầu tuyến gây khó khăn cho việc áp dụng. Việc công bố cấp độ dịch bệnh chưa có tổng hợp chung trên cả nước, mà mỗi tỉnh thành công bố ở một website riêng của tỉnh mình, khiến các doanh nghiệp vận tải rối như tơ vò và vẫn đang loay hoay tìm phương án hoạt động sao cho phù hợp với tình hình mới. Qua kiểm tra, tỉnh Bình Dương phát hiện hơn 23.000 trường hợp trùng lắp được lên danh sách chi hỗ trợ, song mới hơn 2.000 người nhận với số tiền 1,6 tỷ đồng. Lãnh đạo địa phương cho biết số tiền này hỗ trợ người dân ở trọ và nhu yếu phẩm cho các địa phương ảnh hưởng bởi COVID-19. Quá trình triển khai, thị xã Tân Uyên phát hiện 23.029 trường hợp trùng lắp trong danh sách. Sau rà soát ghi nhận đã chi nhầm 2.044 người với tổng kinh phí khoảng 1,6 tỷ đồng. Hiện số tiền này đã được địa phương thu hồi. Trước đó, để giúp đỡ người dân ảnh hưởng bởi COVID-19, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương thông qua gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động ở trọ trên địa bàn với mức 300.000 đồng mỗi người. Tỉnh cũng quyết định hỗ trợ lương thực thực phẩm người khó khăn do dịch đang ở trọ trên địa bàn với 500.000 đồng mỗi người. Đến nay, tỉnh đã hỗ trợ hơn 3,8 triệu trường hợp với số tiền gần 2.600.